Alo nha Nam. Hôm nay lên chiếc quay 110 112.000 nha anh. À, lớp bình xăng nè. Ờ dài sầu mấy chiếc kia lại đây. Lớp xăng đẹp quá. Chiếc 110 này đời 2.000 nha anh. Sườn đẹp quá. Sườn đẹp. Dơ nha mấy thầy, dơ xình nè. Áo keo ha, áo dân keo nhìn nè. À, tới mới xem nó cộm anh em thấy không, lốc này thì có bắn nhẹ rồi ha, hai bên lốc. Chiến hậu thì có một cây thôi, còn cái máy thì nói với anh em là dứt kim chỉ nha mấy anh. Máy móc thì rồi miễn bàn. Máy đẹp lắm, im zin ngon, mới vừa đi dọc dậy. Zin nhớ anh à, chân độc nè, đó dân chơi là nhịn phát là biết liền nhớ anh. Cứ từ từ mà xem. Đẹp nha. Ở trong bóng hới luôn. Sườn đẹp quá. Lốc này thì thấy có bắn thầy nhỏ mạnh ha. À, có bắn, máy thì chưa có rớt đâu. Nè, chưa rớt đầu mà rớt máy làm cái gì đâu. Thấy không? Tem gấp. Bạc đầm các kiểu ha. Bô. Bô 1985. Bô 2000. Áo sống đẹp quá. Đèn áo sống đẹp. Bô đặc trưng nha mày. Kéo kính xe nha mày. Đã quá. Lên lẹ cho anh em đam mê liên hệ nha mày. Nhiều anh em kêu gửi hình, gửi hình gọi nín hình để em quay clip cho nó đi không. Quay 110 bây giờ là còn 4 chiếc nữa anh. Chiếc xanh thôi đó. Với một chiếc xe dọn đây. Xe dọn đây. Máy rất là chuẩn luôn, rất là đẹp lắm anh ha, đúng hình luôn á. Bôn pha. Đó, nhưng mà đồ đạc này còn 110 hết. Lấy cái bô thôi. Chiếc này chất nhỏ mạnh ha. Chiếc 2000 này chất đấy. Đẹp nha. Đẹp lắm.
Rồi, clip chắc 5 phút thôi. Cái gì để quay vậy? Máy quá ngon. 20 năm cho một cuộc tình. Còn chiếc màu đỏ nữa. Rồi, anh em đam mê thì liên hệ số điện thoại sang 032 55 55 330, trường 0961 374 375. Rồi, cảm ơn nè anh em đã quan tâm theo dõi clip. Phép chào anh em.